chụp trơn là màu trắng mà tóc nữa cả nhà, không biết có rõ có hay không. Thì nhiều người dân người ta kể khu này nó vậy đó, thì nghe cũng Lâm Nguyễn TV xin chào ông bà cô chú anh chị, chào quý vị gần xa nha. Thì ông bà cô chú anh chị, quý vị gần xa ơi, hôm nay Lâm sẽ đặt nghi thức, lại lên một nghi thức nữa, nghe nói là khu chỗ này nè, cây dừa nè, dưới cái gốc này nè, thì có những cái bóng chụp chờn là màu trắng mà tóc nữa cả nhà, không biết rõ có hay không. Thì nhiều người dân người ta kể khu này nó vậy đó, thì nghe cũng sợ không dám đi, nhưng mà ngày hôm nay mình làm cái này thì mình phải đi cả nhà, đi ra ngoài thử. Bây giờ Lâm sẽ đặt nghi thức coi và cúng kiến làm những cái nghi thức rồi coi nó như thế nào, có không nghe cả nhà. Bây giờ đi cả nhà. Thank you.
Khánh ơi, có cái gì đó không có xào trong cái bụi chuối. Chắc không có gì con gì nó chạy ngang cả nhà. Thôi, mình lại mình lần nào cũng vậy, chuẩn bị cắm cây ngang xuống là có cái gì lộ lộ à. Chắc là con gì nó bò ngang cả nhà. Thôi đốt tiếp. Cả nhà ơi, nữa cái bụi chuối nữa rồi. Cái bụi chuối nó có cái gì cả nhà? Con chuột nó chả tới chơi luôn vậy ta. Rồi lại đốt cho xong cái cả nhà rồi bắt đầu đốt rồi xong rồi bắt đầu làm mà đặt cái máy quay coi có thấy hưởng tượng gì không, sợ mình ngồi đặng á, chứ khi mình ngồi đặng thì không có thấy cả nhà, thì mình đặt cái máy chừng thấy á, khi nào đặt cái máy xong rồi về coi lại coi có thấy không cả nhà ha. Rồi cả nhà ơi, làm đốt vàng mã xong rồi thì nãy có tiếng sụp sụp á, chắc chuột chạy gì đó, nhưng mà sẽ đặt cái máy khoảng gần 5 phút nữa thì coi có hiện tượng gì không nha cả nhà. Khi Lâm về Lâm sẽ mở cam lên coi lại cho cả nhà xem nha. Thank you.
Con chào bà con cô bác. Nãy giờ thì con đặt cái máy, con đi ra chỗ khác rồi. Thì bây giờ con quay trở lại, con gom đồ, nghi thức. Rồi một lát về, con coi lại tặng ra, coi nó có cái gì không cả nhà. Bây giờ thì con sẽ gom đồ vô nha. Rồi, ông bà của chú anh chị ơi, con cũng đã đặt làm nghi thức xong rồi. Video con kết thúc tại đây nha. Chúc tất cả ông bà của chú anh chị luôn vui vẻ, ủng hộ kênh anh nha. Cảm ơn nha.